hướng tâm đến đầu tóc mũi hoặc xung quanh đầu mũi để quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Quan sát hơi thở vào, hơi thở ra từ đầu đến cuối tại chỗ tiếp xúc của hơi thở và đầu mũi, tức là ở trên đầu tóc mũi hoặc ở xung quanh đầu mũi. Quan sát hơi thở vào, hơi thở ra từ đầu đến cuối hơi thở tại chỗ tiếp xúc đó. Nếu hơi thở không rõ ràng, hành giả có thể thở mạnh hơn và quan sát hơi thở. Hơi thở đi vào biết rõ hơi thở đi vào, hơi thở đi ra biết rõ hơi thở đi ra. Hành giả không quan tâm đến những cái đối tượng khác như là âm thanh, những cảm giác ngứa đau hay những suy nghĩ hiện khởi ở trong tâm. Hành giả không quan tâm đến mà chỉ quan tâm đến hơi thở, nhớ đến hơi thở và biết hơi thở đi vào hơi thở đi ra ở đầu chân mũi. Nếu có những cảm giác đau nhức không chịu nổi thì hành giả có thể thay đổi tư thế ngồi và tiếp tục quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Hành giả thực hành quan sát chánh niệm hơi thở vào, hơi thở ra ở trên đầu tóc mũi khoảng chừng 30 phút để thiết lập thiền định. Sau đó, hành giả không quan sát hơi thở vào, hơi thở ra nữa mà hướng tâm tới cảm giác toàn thân, quan sát và nhận biết những cảm giác nổi trội nhất, những cảm giác sinh lên diễn đi nổi trội nhất. Chỉ có cảm giác sinh diệt mà thôi, không có ta, không có khổ ta. Thì sau 30 phút thực hành thiền định với đối tượng hơi thở vào, hơi thở ra, hành giả sẽ nghe tiếng chuông báo hiệu để chuyển qua thực hành thiền quán.